Thiên Chúa, phúc cho những ai sống theo lời. Hiện thế trong xa cứ bạn như một thân nhỏ tốt tươi, nàng đến bao nhiêu hoan lạc với muôn trái thơm dịu nơi đây với chung quanh bạn đàn con khôn ngoan xinh đẹp tựa như ô liu xanh dần trời non đang lớn Chúa thương chở che phúc cho những ai tôn sơ Thiên Chúa, phúc cho những ai sống theo lời. Trong một đời bạn ơi công lao tay bạn dài lâu xa hoa thơm nồng mừng cho Sion hưng thịnh và vui con chó lan quen tài hoa phúc cho những ai tôi sợ Thiên Chúa, phúc cho những ai sống theo lời. Hồn con ca lên muôn lời, ta tụng danh cho suốt đời. Ngài ban cho con ra đi, cô mẹ có cha ăn đời. Niềm vui ta sẽ lấy nhà, rừng dây mai ấm lâu bền. Chúc phúc cho đời con, phúc cho những ai tôn sơ Thiên Chúa, phúc cho những ai sống theo lời. Kính sợ Chúa và hằng đi trên đường quang minh Thiên Chúa, người hướng về lời tay người tạo nên và hạnh phúc Chúa thương ban muôn đời. Hiện thế người tựa gốc nho sai trái trong nỗi thân nhà người, con cái người như đang cây o lia sum suê quanh mầm bàn vinh phúc thay người kính sợ Chúa và hằng đi trên đường quang minh Thiên Chúa, lời tay người tạo nên và hạnh phúc Chúa thương ban muôn đời. Ngàn lòng của Chúa ban chan chứa trên kẻ kính sợ Ngài, xin Chúa từ trên núi Si-ôn cả đời người, cả đời người. Vinh phúc thay người kính sợ Chúa và hằng đi trên đường quang minh Thiên Chúa, người hướng về lời tay người tạo nên và hạnh phúc Chúa thương ban muôn đời.
cho người đường sống cao niên tuế trong hạnh phúc tuyệt vời. Con cháu người đông đúc như sao trời, an vui đến muôn ngàn. Nhiều người sẽ đặt ra nhiều câu hỏi: tại sao lại không
dâng lễ ở tại đền thánh Đại Đồng cho nó oai, cho nó hoành tráng. Và tại sao lại không phải là cha xứ, mà con thì mới thì tĩnh tâm về hôm qua được cha xứ ủy quyền cho dâng lễ hôm nay tại ngôi thánh đường nhỏ bé thân thương của giáo họ Trung Đồng này. Kính thưa quý ông bà anh chị em, thánh lễ cưới diễn ra sốt sắng trang trọng không phải là ở nơi nhà thờ to hay đông người chụp phim quay hình, mà quan trọng là chúng ta đến dâng thánh lễ cầu nguyện cho anh Việt và chị Phượng thành hôn hôm nay, để làm sao anh chị được sống chung thủy và hạnh phúc với nhau trọn đời. Đó mới là điều mà chúng ta cần nhắm tới trong thánh lễ cưới hôm nay. Vì vậy, mỗi người chúng ta hãy dâng lên Chúa tâm tình tạ ơn đối với anh chị và hai gia đình. Và chúng ta cầu nguyện cách đặc biệt cho anh Việt và chị Phường biết quên đi cái tôi của mình để chung sống với nhau trong đời sống hôn nhân gia đình luôn luôn được ấm êm, thuận hòa, hạnh phúc với nhau trọn đời đến hơi thở cuối cùng. Vì vậy, chúng ta dâng lên Chúa tất cả những tâm tình đó, để thánh lễ chúng ta dâng cầu nguyện cho anh chị được đẹp lòng Chúa. Giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối tội lỗi của mình, xin Chúa thứ tha để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh này. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm lỗi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lời tại tôi mới đạt. Vì vậy tôi xin đứng bà Maria Oh.
để hôn nhân tượng trưng cho sự kết hợp nhiệm màu giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Xin cho các tín hữu Chúa đây là anh Đa Minh Đinh Văn Viên và chị Maria Nguyễn Thị Minh Phương biết thực hiện trong cả đời sống ý nghĩa sâu sắc của bí tích hôn nhân họ sắp cử hành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần để muôn tuổi muôn đời. Bài trích sách Tô-bi-a. Buổi tối hôm thành hôn, Tô-bi-a đã nói với Sa-ra rằng: chúng ta là con cháu của các thánh, chúng ta không thể kết bạn với những chư dân, họ không biết nhìn Thiên Chúa. Thế rồi cả hai người cùng đứng dậy, thành khẩn cầu xin cho được an lành. Tô-bi-a đã nguyện rằng: lạy Chúa là Thiên Chúa của cha ông chúng tôi, trời đất, bể khơi, khe suối, sông ngòi và mọi loài Chúa dựng nên, ở những nơi đó hết thảy chúng ta ca tụng Chúa. Chúa đã dùng bùn đất tác tạo Adam và ban cho ông được Eva là người hưởng trời. Và giờ đây, lạy Thiên Chúa, Chúa biết rằng không phải vì lý do sắc dục mà tôi với cô em đây làm vợ, song chỉ biết yêu lòng rõ những người biết ca tụng danh Chúa tới muôn đời. Sa-ra cũng nguyện rằng: lạy Chúa, xin thương xót chúng tôi, nguyện cho cả hai chúng tôi đều sống an khang tới tuổi già. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Yeah.
gánh nặng, chịu đựng lẫn nhau và hãy tha thứ cho nhau. Nếu người này có chuyện phải oán trách người kia, nhưng Chúa đã tha thứ cho anh em cũng hãy tha thứ cho nhau. Trên hết mọi sự, anh em hãy có đức yêu thương, đó là xin rằng được mọi điều toàn thiện. Việc xin bình an của Đức Kitô làm chủ trong lòng anh em. Sự bình an mà anh em đã được kêu gọi tới hưởng thụ để làm nên một thân thể. Anh em hãy cảm tạ Thiên Chúa. Nguyện xin lời Đức Kitô cư ngụ dồi dào trong anh em với tất cả sự khôn ngoan. Anh em hãy học hỏi và nhường bảo lẫn nhau. Hãy dùng những bài thánh kinh, những khúc ca và những bài hát đạo đức để hát mừng Thiên Chúa trong lòng anh em. Và tất cả những gì anh em làm trong lời nói cũng như trong hành động, tất cả mọi chuyện anh em hãy làm vì danh Chúa Giêsu Kitô. Nhờ Ngài mà tạ ơn Thiên Chúa là Cha chúng ta. Đó là lời Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân giữ huấn lệnh của Thầy, các con sẽ ở lại trong tình yêu của Thầy. Cũng như Thầy đã giữ huấn lệnh của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Ngài. Thầy đã nói với các con điều đó để niềm vui của Thầy ở trong các con và niềm vui của các con được trọn vẹn. Đây là huấn lệnh của Thầy: các con hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến các con. Đó là lời Chúa. Thưa cộng đoàn phục vụ, còn cái thắc mắc không biết làm sao mà trai đại đồng thích gái trung đồng đến vậy, rước hơi nhiều đấy. Các anh trung đồng no thì cách kéo về, kéo dưới đại đồng về một số, nhưng có tình hình hết mất. Hôm nay lại kéo một cô chuyên gia đọc sách tối thứ bảy nữa rồi, tuần tới lấy ai đọc bây giờ? Kính thưa cộng đoàn phục vụ, có một người đàn ông làm chủ một ngôi nhà rất to nằm ở ngoại thành phố. Ông ta nhất định bán căn nhà và đất đi để tìm nơi khác tốt đẹp hơn. Thế rồi ông mời một người chuyên nghề về nhà đất để ngược giá và làm quảng cáo rao bán hộ căn nhà cho ông. Sau khi đã quan sát kỹ lưỡng mọi chi tiết của mảnh đất và căn nhà,
chuyên viên buôn bán bất động sản viết ngay một lời quảng cáo về căn nhà với nội dung diễn tả như sau: cần bán nhanh căn nhà rộng rãi, nhiều phòng, có vườn xung quanh rất đẹp, nơi yên tĩnh, không bị ô nhiễm, nằm ngoại ô thành phố, thuận tiện đường giao thông, gần nhà trường, bệnh viện và nhất là gần nhà thờ để đi lễ. Nghe xong quảng cáo, nét mặt chủ nhà tươi hẳn lên và thình lình ông quyết định: thôi, tôi không bán ngôi nhà này nữa, vì theo lời anh mô tả, đây là ngôi nhà lý tưởng mà tôi đã từng mơ ước. Lời quảng cáo của anh đã thức tỉnh về giá trị căn nhà của tôi. Anh chị em thân mến, người Việt Nam chúng ta thường gọi người bạn đời của mình bằng hai tiếng rất thân thương: nhà tôi. Một ông bà đến hỏi ông ấy có nhà không, bà vợ trả lời: dạ, nhà tôi mới ra vườn. Hoặc chị bạn đến hỏi bà ấy có nhà không, ông chồng đáp: mời bác vào trong nhà uống nước, nhà tôi đang ở dưới bếp. Vì là nhà của ta nên ta rất yêu quý, chăm sóc và bảo vệ ngôi nhà của mình. Ngôi nhà này bằng xương bằng thịt và biết ăn cơm. Nhưng nhiều khi cái nhà đó cũng làm cho ta đau khổ, chán nản và thất vọng đôi chút. Có lẽ nếu luật Chúa và luật Hội Thánh cho phép thì nhiều người cũng dám rao bán nhà tôi để tậu nhà khác. Đó là cơn cám dỗ mà chúng ta thường hay đứng núi này trông núi kia cao. Nhà mình đã xinh, nhìn qua hàng xóm lại càng xinh hơn. Nếu không có luật pháp thì liệu rằng các gia đình có hạnh phúc sống bên nhà mình hay là nớp nớp lo sợ vì sự bất trung phản bội của người bạn đời. Và rồi cả một phong trào chuyển nhượng nhà tôi khiến chồng chung vợ trả, chẳng còn ai có trách nhiệm đến cuộc đời của nhau. Nhưng dù vậy, chúng ta vẫn thấy đâu đó có rất nhiều gia đình đã đổ vỡ, có rất nhiều ông chồng bà vợ đã bán nhà tôi. Nguyên nhân là do đâu? Thưa, sự thường gia đình đổ vỡ là vì họ sống thiếu hai chữ, đó là chữ kính và chữ ái trong gia đình. Chữ kính ở đây là biết tôn trọng nhau trong cách sống, sở thích và quan điểm của nhau. Khi yêu nhau, người ta luôn tìm cách làm đẹp lòng nhau. Người ta đắn đo trong từng lời nói và hành động. Người ta sợ xúc phạm đến nhau. Nói chung, nếu họ biết kính trọng nhau, họ sẽ luôn làm vui lòng nhau và biết tôn trọng sở thích cũng như ý muốn của người bạn đời mà ta thường gọi là nhà tôi. Chữ ái ở đây là lòng yêu mến nhau. Thiếu chữ ái, gia đình sẽ biến thành hóa ngục.
người ta không còn quan tâm đến nhau nữa, thay vào đó là cộc cằn và thô lỗ với nhau. Tuy vậy, trong tình yêu, người ta thường hay có khuynh hướng áp đặt sở thích của mình trên người mình yêu, đòi người yêu phải ăn những thức ăn do mình chọn, mặc những quần áo theo nhãn quan và mốt của mình, và làm những công việc mà mình ưa thích, mà quên rằng người mình yêu thương cũng có những sở thích, những đam mê riêng. Nếu chúng ta áp đặt người mình yêu phải nhất cử nhất động, phải theo sự sắp xếp của mình, như thế chúng ta đã biến nhà mình đang ở thành nhà tù của nhau. Nơi đó chỉ làm theo mệnh lệnh, theo sự sắp xếp và chương trình đã hoạch định sẵn, và vô tình mình đã bóp chẹt lẫn nhau. Người mình yêu đã không còn sống tự do nữa. Như thế, kết hôn là đi vào một trại giam vô thời hạn, và cho đến mãn đời thì đâu còn là hạnh phúc cho nhau nữa. Do đó, trong tình yêu có kính trọng mới yêu thương nhau thực sự. Vì tình yêu đích thực là biết tôn trọng sự khác biệt của nhau và biết bổ túc cho nhau những gì còn thiếu sót. Vì vậy, mỗi người phải biết vận dụng khả năng của mình để đem lại hạnh phúc cho người mình yêu. Ước mong anh chị Nãnh Bích Tích hôn phối hôm nay luôn trân trọng gìn giữ chữ kính và chữ ái trong gia đình của mình. Vì chữ kính và chữ ái là chìa khóa gìn giữ cũng như bảo vệ tình yêu của anh chị hôm nay và mãi mãi. Hãy bảo vệ nhà tôi, chứ đừng chuyển nhượng hay treo biển rao bán cho người khác. Vợ chồng có là thập giá của nhau thì cũng hãy cố gắng mà vác đến trọn đời. Bởi vì nếu bỏ xuống là có người hàng xóm đến vác liền. Bởi vậy, anh chị nên nhớ một điều: vợ hay chồng có những lúc có thể là cơm nguội của nhau, nhưng luôn là đặc sản của người hàng xóm. Vì vậy, đừng bao giờ chê cơm nhà, khen cơm hàng xóm. Cầu chúc cho anh chị Nãnh Nhận Bí Tích hôn phối hôm nay, năm nào cũng là năm hạnh phúc, tháng nào cũng là tháng tình yêu, tuần nào cũng là tuần trăng mật, và ngày nào cũng là ngày tân hôn, để rồi anh chị sánh bước bên nhau đến hơi thở cuối cùng trong tình yêu của Thiên Chúa. Amen. Các con rất thân mến, các con cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của các con được Chúa củng cố bằng một ấn dấu linh thánh trước mặt thừa tác viên hội thánh và cộng đoàn. Đức Kitô giang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu vô phụ của các con, và dùng bí đúc và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho các con nên phong phú và vững mạnh, để các con mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân, như chính người đã dùng bí tích thanh tẩy mà thánh hiến các con. Bởi vậy, trước mặt hội thánh, cha hỏi các con về ý định của các con.
Anh Đa Minh, Đinh Văn Việt và chị Maria Nguyễn Thị Bích Phượng. Các con đến đây để kết hôn với nhau, các con có bị ép buộc không? Thưa không. Các con có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa có. Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa có. Các con có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa có. Vậy bởi vì các con đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, các con hãy nắm tay nhau và nói đến sự ưng thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh là Đa Minh Đinh Văn Việt, xin nhận em Maria Nguyễn Thị Bích Phượng làm vợ của anh và hứa giữ lòng trung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau khổ, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em là Maria Nguyễn Thị Bích Phượng, xin nhận anh Đa Minh Đinh Văn Việt làm chồng của em và hứa giữ lòng trung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu, chuẩn y sự ưng thuận của các con vừa tỏ bày trước mặt Hội Thánh, và xin Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài trên các con. Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân linh. Nào ta chung tùng Chúa. Xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn này mà các con sắp trao cho nhau làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy. Em Maria Phượng xin nhận những chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của em với ông cha và con và thánh thần. Em Đa Minh Việt xin nhận chiếc nhẫn này của em để làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của em với ông cha và con và thánh thần. Xin cộng đoàn đồng một tràng pháo tay để chúc mừng gia đình mới của chúng ta. Đổi mới tâm các muôn màu.
cầu nguyện linh lên của tôi cũng là của anh chị em ở Thiên Chúa là Cha toàn năng chân nhân. Lạy Chúa trên chân nhân của lễ chúng con dâng để cầu cho anh Đa Minh Đinh Văn Việt và chị Maria Nguyễn Thị Minh Phương vừa thành hôn theo luật hồi thanh, mối duyên này Chúa đã sẽ định, xin cùng an bài cho họ được trăm năm hạnh phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Cha chi thanh là Thiên Chúa toàn năng hàng đêm, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Cha đã muốn kê thờ hai người nam nữ bằng môn ước để suốt đời gắn bó yêu thương và sống hòa thuận trong tình nghĩa vợ chồng. Để nhờ của con nhân thanh thiền, con cái Cha này thêm đông đảo. Thật vậy, nhờ Cha dự liệu và ban ơn, Cha làm nên hai điều kỳ diệu là cho đôi bạn sinh con cái để trần gian được tăng bề huy hoàng, và cho con cái họ được tài sinh để giáo hội càng thêm phát triển. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người hiệp với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng Cha và tôn hô rằng lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho cả môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho cả môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu đau ương mới và vinh cương, sẽ đổ ra cho cả con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con làm truyền Chúa chịu chiến và tuyên dương Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chiến và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và cung sứ Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con quy tụ phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Xin Chúa cũng chúc phúc cho đôi tân hôn hôm nay để họ được sống trọn đời chung thủy với nhau và làm chứng cho Đức Kitô giữa dòng đời. Xin Chúa cùng gia đình anh chị em chúng con đang nhìn trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho thầy được bảo hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương cho tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ các tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài. Chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa.
Nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Vâng lời Chúa cứu thế và theo thế tứ người dây, chúng ta giang nguyện rằng: Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha hạ sang, mở Cha chỉ lên, đi Cha để hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha thứ chúng con, nhưng chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chương tham dự, nhưng cứu chúng con cho mọi sự thứ. Anh chị em thân mến, chúng ta dâng lên Cha trên trời lời cầu khẩn tha thiết. Xin người tuôn đổ muôn phúc lành cho anh chị Đà Minh Đinh Văn Việt và Maria Nguyễn Thị Bích Phượng vừa thành hôn với nhau theo nghi thức Kitô giáo, người đã liên kết họ bằng giao ước thánh. Xin người cũng cho họ biết trọn đời yêu thương nhau. Xin nghe mắt nhân từ nhìn đến chị Maria Nguyễn Thị Bích Phượng vừa thành hôn với anh Đa Minh Đinh Văn Viên và đang cầu mong được Cha ban ơn phúc. Xin cho chị được đầy lòng yêu thương, biết ăn ở thuần hòa, luôn noi gương các thánh nữ đã được tán dương trong sanh thanh. Xin cho anh Đa Minh Đinh Văn Viên biết cho niềm tin tưởng ở chị, nhìn nhân chị là người ban bình đăng và cũng được thừa hưởng sự sống là hồng ân Chúa ban. Xin cho anh biết luôn luôn kính trọng và yêu thương chị như Đức Kitô yêu thương hội thánh. Vậy giờ đây lạy Cha, xin cho đôi tân hôn này được kiên trì giữ vững đức tin và thiết tha yêu mến luôn Cha, được chọn tình chung thủy với nhau để nêu gương một đời sống thánh thiện. Xin ban cho họ được sức mạnh của tin mừng để họ trở nên những nhân chứng đích thực của Chúa Kitô trước mặt mọi người. Xin cho họ đông con nhiều cháu, được trở nên cha mẹ mẫu mực khôn ngoan, và khi đã trải qua tuổi thọ an nhàn, họ được về thiên quốc cùng các thánh hồn cùng trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn lên đức tin của hội thánh Chúa. Xin nói thương ban tội thanh được bình an hợp nhất theo thanh y Chúa. Chúa hằng sống và hiến chi muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Xin Thiên Chúa là Cha hằng hiệu gìn giữ anh chị
Đa Minh Đinh Văn Việt và Maria Nguyễn Thị Vinh Phương luôn hòa thuận yêu thương nhau. Xin Đức Kitô ban cho anh chị được bình an và cho gia đình hằng yên vui đầm ấm. Chúng anh chị được hồng phúc có con nối dõi tông đường, được bạn hiểu mến thương dung đỡ và sống hòa hợp với mọi người. Chúng anh chị trở thành nhân chứng tình yêu của Thiên Chúa giữa thế gian, luôn rộng lòng đón tiếp người khổ đau nghèo đói, để ngày sau chính họ sẽ đền ơn và mời đón anh chị vào nhà Cha trên trời. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Kính sợ.